Sở dĩ quý vị thấy tại sao mà người ta nói cái quyền sống. Ok, quyền sống là gì? Hồi xưa, ok, mấy thằng vô, nó ra đường gặp à, nhỏ này đẹp quá, ê, tên gì? Tối nay về ở với chậm, rồi xong, rồi đem con ta về, con ta không chịu, đem ra chém. Ok, chu vi tâm tộc. Tức là con người ta cái mạng sống á, nó không được quyết định bởi mình. Ok, ở nhà không sao, ok, chồng dâu nuôi tầm, nuôi cá, nuôi gà gì đó, không sao hết. Nuôi heo không sao hết. Thằng Quang rồi đang đi kiệu, ngồi dòm, rồi thấy ghệ đẹp quá. Quý vị coi ngao sộn hết đúng không? Ok, đẹp quá rồi, vô đây. Quang bảo, ok, thế về là về ở nhà Quang được không? Nói không, Quang ơi, con có chồng, chồng kể mày chứ, không nghe lời phải không? Khi quân phạm thượng phải không? Cãi Quang phải không? Đè xuống quýnh, mẹ đập chết mẹ luôn. Tịch thu đất nhà mày luôn á. Cãi mày. Rồi xong, phải về, lại mẹ, lại con lại thấy ghét nữa, quýnh 50 kèo nữa cho tao. Mẹ đè đập. Là cái quyền sống của con người nó không được. Không được như vậy là thời phong kiến, bắt đầu đến thời cộng sản cũng vậy thôi. Mày biết bố mày là ai không? Đúng chưa? Ý chang luôn, mày nói dạy nó đào tạo cái đám dân ấy, mày biết bố mày là ai không? Xong xuôi, thế nói chuyện với bố là đàng hoàng nha, đây tới chủ tịch tỉnh nha. Rồi xong rồi đó, mẹ quyết định hành chính xuống bán chứ, mày làm gì, cãi không? Đó, ngon đi kiện đi, ra trung ương kiện đi, đó, mày Thủ Thiêm mới xuống mới thích nè. Nè, quy hoạch nè, phục vụ xã hội chủ nghĩa nè. Ok, chống đối người thi hành công vụ phải không? Đem xe vô xúc mày luôn. Ok, nhà mày đang ở hả? Thích nè, phục vụ cho xã hội chủ nghĩa. Đó, thu hồi nè, nè, đền bù lấy không? À, 300.000 một mét lấy không? Không lấy hả? Không lấy hả? Đi kiện đi. Mày kiện hả? Mày kiện ở ngoài đường thì được. Mày tới nhà tao, ê, cơ quan công quyền nha. Không được vậy rồi nha. Mày cỡ nào không chết đó, đó. Bước vô đây. Ê, trụ sở ủy ban nha. Hồi xưa lại mấy quan. Đây là công đường nha. Không được vô phép không? Còn bây giờ trụ sở ủy ban nha. Không được gây rối nha. Ồn ào không? Mày cho công an xúc mày ra ngoài luôn á. Nập đơn. Từ từ 10 năm sau rồi xong mất mẹ miếng đất luôn. Cãi hả? Chống người giành công vụ hả? Ok. Chống đối lại lực lượng chức năng phải không? Ok nè, đưa ra quyết định nè, cưỡng chế không? Nhà có vi phạm quyết định số 04 nè, đọc rồi. Ok, nhận đi, có nhận không? Nè, thánh chỉ xuống nè, ký rồi, giao không? Không giao phải không? Cưỡng chế. Rồi, lực lượng dân phòng dân quân gì tới, cắt điện, cắt nước, mẹ đưa xe máy xúc vô xúc nhà mày luôn, mày ra mày cản hả? Đã có hành vi chống đối lực lượng công lực. Ok, tội là từ 2 đến 3 năm. Không, mày thiếu gì người dân quan bị ở tù 2-3 năm trời. Nó là vậy, bắt đầu nó mới bây giờ thời buổi này nó duy trì họ bây giờ nó không ra mệnh lệnh được, bắt đầu nó mới chuyển cái này nó đưa vô mấy anh thầy chùa lửa. Mẹ mấy anh thầy chùa lửa, mấy anh thầy chùa lửa, mấy anh thầy chùa Việt Cộng á, kiểu đám tụi mẹ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu đó, đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa đâu, vô giảng cho mấy bà lão nghe, mấy bà lão khổng cộng nho. Mẹ nghe quen rồi về đì con cháu chết mẹ luôn. Ok, bắt con cháu hầu bổ mẹ luôn á. Ok, bây giờ bắt đầu có internet rồi, mẹ bà già nào khó quá nó bỏ đi mẹ hết. Cho ở mình hết.